Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tipbox. Và như mình đã demo ở đầu video, vâng, hình ảnh của mình đang 3D sống động, chân thực luôn. Chứ còn không phải là một hình ảnh chỉ có nằm gọn trong lòng bàn tay rồi đứng yên nữa. Đấy, thay vì việc hình ảnh của mình động nhiều thì bây giờ nó sẽ là di chuyển qua lại theo kiểu 3D. Và để làm được cái điều này thì mình đã tải những cái hình ảnh động đó từ ứng dụng có tên là 3D Hologram. Đây, các bạn lên cửa hàng Play và tìm nó cho mình. 3D Hologram. Đây, ứng dụng của chúng ta sẽ là nằm ở vị trí thứ hai, Hologram Background. Rồi, tiến hành mở nó ra nhá. Và một cái điểm rất thú vị ứng dụng này ấy, đó là nhìn hình ảnh thì phẳng, nhưng mà khi bạn lắc thì nó thay đổi. Nó giống như kiểu những cái ảnh ngày xưa chúng ta hay cầm ấy. Đấy, mình nhớ đến cái ảnh đấy là nó hơi sần sần một chút, nhưng mà nó có nhiều lớp. Khi lắc trái, lắc phải thì hình ảnh khác nhau. Thì bây giờ trên điện thoại chúng ta sẽ lắc trái, lắc phải thì khung ảnh nó đổi đi. Đó, mình đang lắc này. Và các bạn có thể tìm rất nhiều hình ảnh ở trên việc là vuốt ở trên này. Như các bạn thấy mình đang vuốt đây này, hình Android này. Đó, vuốt trái, vuốt phải, ok. Ồ, có hình cô gái nó rất là sexy, nhưng mà cô gái này có vẻ nhìn nó không chân thật cho lắm. Để mình thử tìm hình thật đẹp đẹp nhá. Ồ, có hình đầu lâu đây. Just no one, không tin ai à. À, mình sẽ... À đây này, hình này nhìn nó rất là có tính nhân văn này, có tính nhân đạo lại còn có tí tình yêu. Đấy, mình sẽ lấy nó về nhá. Ấn vào ảnh này. Các bạn sẽ chọn download cho mình. Đợi một chút hình ảnh download về. Các bạn có thể download thoải mái, rất nhiều hình ảnh free ở trên đây. Đấy, trong lúc download mình thử kéo các bạn xem nhé. Còn rất là nhiều. Có cả Mario này, đấy, hình bể cá. Theo như mình không nhầm thì đây như kiểu là một cộng đồng người ta tạo ra những hình ảnh này và up lên cho chúng ta ấy. Chứ còn nó không nhất thiết là một ai đó cả. Đây, rất nhiều hình luôn. Có thể là nhiều chủ đề cho bạn tha hồ lựa chọn. Đấy, bạn có thể là người yêu thích công nghệ này, đây. Rồi, ảnh của mình đã tải thành công. Đây chính là cái ảnh mình đã tải về. Chỉ việc set wallpaper thôi. Mình sẽ set cả lock screen luôn. Là cả màn hình khóa. Ok. Thế là trên màn hình của mình đấy, bây giờ vừa nhân đạo vừa nhân văn lại còn có tí hoa đào. Chắc là hoa anh đào thì đúng hơn. Mình hơi nhầm một chút về cái hoa này. Ô, quay lại phần mềm nhá. Đấy, như các bạn thấy này, trên phần mềm này có rất nhiều ảnh đẹp cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể cái tab này là những ảnh mình đã tải về rồi này. Đấy. Đây là những cái chủ đề mà gọi là đứng top ở trên này. Các bạn có thể tham khảo để từ đấy các bạn chọn ra cái chủ đề nó phù hợp. Đây có rất nhiều. Ok, đây là chủ đề về Speed. Mình thử download nó về đi. Không biết Premium thì có bắt mình trả phí không hay cho mình download luôn. À đây, mình được download luôn các bạn ạ. Chính xác nó sẽ gồm có tất cả là 3 file để download được một cái chủ đề này về. Ok, đào xong rồi, cái chạy mình không biết chạy cái gì. Mình sẽ quay lại để xem tiếp nhá. Đó, bên đây là những cái... À đây rồi, nó bắt mình là phải trả phí đây các bạn này. Thì mình sử dụng, như vậy là top premium chúng ta không dùng được. Đấy, chỉ gọi là ngắm cho đẹp thôi. Còn đây là top những cái được download về. Hình Son Goku đang đứng top 1. Wow. Chắc là còn rất nhiều bạn fan của 7 viên ngọc rồng. Bông hoa này mình thấy rất là quen thuộc này, vì mình thấy đang quảng cáo về Apple ấy. Có bông hoa này rất là nhiều. Mình thử bông hoa này đi. Để xem mà nó có đẹp không. Tại vì như cái màn mình đang dùng ấy, là mình dùng màn AMOLED, vì thế mình thích một cái nền màu đen, sau đó là ở giữa có một chút hình thôi. Vừa tiết kiệm năng lượng mà trông nó vừa có cái độ huyền bí sang chảnh gì đó. Rồi, set wallpaper. Ok. Đó, bông hoa của mình đây rồi. Đẹp long lanh lung linh luôn. Chắc chắn là cái hình nền này của bạn là độc rồi. Và sẽ không bị va chạm với ai hay là giống ai cả. Theo như mình thấy cái việc dùng hình nền 3D này cũng mới thôi, chưa có lâu lắm. Ok, ngoài ra còn rất nhiều hình. Còn ở trong đây các bạn có chế độ cài đặt này. Các bạn có thể cài đặt đây là tiết kiệm pin này. Hay đây là tắt chế độ 3D đi. Nghĩa là nếu như bạn muốn là cái việc chế độ 3D nó không hiển thị khi mà bạn xem ở ngoài nữa này. Đó, ngoài nền đây đi. Bạn không muốn xem 3D này nữa thì bạn tắt cái chế độ này đi. Bạn bật nó lên, mình nhầm một chút là bạn bật nó lên. Thì là bạn ra ngoài này xem nó sẽ không 3D, nó là ảnh tĩnh luôn. Đó. Khi nào bạn tải về máy thì nó mới là ảnh động. Ok. Rồi, ngoài ra ở đây chúng ta chỉ có một số tùy chỉnh như là về cái hiệu ứng 3D này, hay là cái việc là
quy trình mình không rõ này lắm. À đây rồi, có nghĩa đây là do mình chỉnh cái hướng của cái 3D này, tức là mình lắc như thế này đây thành là trái phải, thế này chỉ còn là trên dưới thôi. Nếu mình lắc như thế này thì nó lại sang hình khác, ứng dụng cho việc màn hình bạn để ngang đó. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Ok, như thế là mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái ứng dụng, đó là giúp các bạn có cái ảnh 3D thật đẹp để làm hình nền. Và một điều nữa các bạn cũng đừng quên là ấn thích cũng như là đăng ký kênh của Tipbox để mình có động lực ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn gửi tất cả các bạn. Giờ thì xin chào các bạn.